Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, Cung Ti Sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Vừa gặp, đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Ti Sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày. Tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông là người rất chân chất, trung thực. Thế nhưng, tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể, một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối om nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực, uất ức, luôn có ý muốn báo thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt, cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề, nên đến thỉnh giáo Hòa Thượng. Hòa Thượng bảo Cung Tiên Sinh, việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Chẳng nên ôm hận người thủ ác. Tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp họa này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thấy ông đồng ý vâng chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kềm chế lắm. Sư phụ, xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi, bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật, mà chuyện nhân quả đời trước, ông cũng không tin. Sáng mai, con hãy gọi điện cho Cung Tiên Sinh, bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống, thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình, nên ông được người khẩn khoản, đãi đàn, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh, thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị phỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe. Cung Tiên Sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí, nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng, song làm việc thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu, nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao, tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách, thì có một tớ gái cần hỏi gì đó, nên bước vào đến gần phú ông. Rồi nó thình lình lên tiếng, làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn, hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đó. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh Địa Tạng giảng, chúng sinh ở thế giới này, nhất cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không có tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất, nhân duyên hội ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hành, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn.
Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, Cung Tiên Sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Cặp vợ chồng chết thảm. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng trây dính tường, rơi dương dãi. Hung thủ ngay đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra vụ án, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà ba mẹ đẻ. Nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa nhưng bị bác bỏ, xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng, bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới nửa đường, chưa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện. Cuối cùng nghĩ tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết. Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép.
Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ. Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Lời người dịch. Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ, thằng bé đi học về, bỗng nó ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó, nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ thì mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ. Nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền diễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập xông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, dốc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu ra, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ,
nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: "Anh tin nhân quả không?" Tôi đáp: "Đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà." Ông bỗng thở dài không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi từng gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng. Có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị da chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn. Ốm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị dày dò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi, nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi tới. Tối hôm đó, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 2 năm trước, lúc tôi vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trông chừng đám nhân công này là đủ. Khi mà họ tích lũy cho tôi thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, tôi cho lấp giếng thang đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực. Khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày dò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thấy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rửa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lụa.
Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi thì xương cốt gãy dùng, da thịt bị nát rửa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh cấp trên là phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy. Điều tra về thân nhân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe xong, nổi tức điên lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về nhà mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trạng mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi tới khi ông về thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cóng. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phận trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cóng. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi dùng giặc mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm sát này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thêu dệt, nói thị phi, không có chuyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin dịch mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói là ông Lưu rất ưa thêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời của ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí. Ông đang ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì lầm tin lời quan đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện.
Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại. Độ ấm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó, ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả dồn miệng cũng khó bảo toàn. Sau này, xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói, nghiệp lực chúng sanh không thể lường. Rất đúng, có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Vĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặc chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho ba người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng, rủ nhau từ lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt, cùng ném đá làm vỡ kính các xe hơi, hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người, lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu vời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, gieo đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường, nên người ta mới phạm tội. Cho nên, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền.
Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật: Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông, chứ không phải là lời thật. Vì thế niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu, phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách, khinh miễn mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu, Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ. Đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu
thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu. Nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích, đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc, vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân.
giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng, đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu, Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau, thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ.
thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn tánh độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất, nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ, phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là tóe lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm
không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai lý hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh? Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sớt niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té,
ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui, người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu, chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sớt nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng, mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật, hiện tại, mình chưa từng làm gì xấu với họ. Nhưng biết đâu, những năm về trước hay những đời trước, mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại, trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá,
nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ oán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không oán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi, cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi, thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu, nên bây giờ được người ưu đãi. Đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình, thì mình tự nhủ: cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận, oán trách. Như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế: một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ, diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chú khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt
không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam. Như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc mà cứ chắp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại tôi xin bái. Đức Phật từng nói Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh, lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc: sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình có giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói: sao tu mấy năm mà không hết phiền não? Kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia: tôi có toa thuốc hay. Rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài. Như kinh Bát Nhã, đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả. Lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp. Xem cho thấu đáo,
chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chứ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ích nào cũng qua hết. Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng bát nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặn, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ, chúng ta mới chỉ cách văn tự thôi, mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy, làm sao chúng ta hết khổ? Làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch, phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui, nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật? Nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi. Cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ, biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui
thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui niết bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui. Công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành, nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya dậy sớm tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt muối tiêu hoặc chịu đói chịu khát, vậy mới là tu. Vì tu là hành mà, chữ tu hành nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng, 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 thay đổi không dừng. Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, Cung Tiên Sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Vừa gặp đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Tiên sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày. Tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông là người rất chân chất, trung thực. Thế nhưng tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể, một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối om nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực, uất ức, luôn có ý muốn báo thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề
nên đến thỉnh giáo hòa thượng. Hòa thượng bảo Cung tiên sinh: việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Chẳng nên ôm hận người thủ ác. Tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp họa này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thấy ông đồng ý vâng chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kềm chế lắm. Sư phụ, xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi. Bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật, mà chuyện nhân quả đời trước ông cũng không tin. Sáng mai con hãy gọi điện cho Cung tiên sinh, bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình nên ông được người khẩn khoản đãi đàn, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị phỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe. Cung tiên sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí, nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng, song làm việc thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu, nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao, tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách, thì có một tớ gái cần hỏi gì đó, nên bước vào đến gần phú ông. Rồi nó thình lình lên tiếng, làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn, hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đó. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh Địa Tạng giảng, chúng sinh nơi thế giới này nhất cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không có tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Nhân duyên hồi ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hành, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dùng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, Cung tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Cặp vợ chồng chết thảm. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng trây dính tường, rơi dương dãi. Hung thủ ngay đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra vụ án, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà ba mẹ đẻ,
nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói: phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng, và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ, xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ, thực tế tính ra, án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng, bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới nửa đường, chưa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện. Cuối cùng nghĩ tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết. Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ. Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Lời người dịch. Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất
khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ, thằng bé đi học về, bỗng nó ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó, nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ thì mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ. Nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền diễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập xông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua. Nhưng xui là đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, dốc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu ra, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: "Anh tin nhân quả không?" Tôi đáp: "Đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà." Ông bỗng thở dài không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi từng gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng. Có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc.
Lúc ông hít thở, xương nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị da chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn, ốm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị dày dò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi, nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Vắng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi tới. Tối hôm đó, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 2 năm trước, lúc tôi vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong chừng đám nhân công này là đủ. Khi mà họ tích lũy cho tôi thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, tôi cho lấp giếng thang đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực. Khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày dò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thấy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rửa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi thì xương cốt gãy dùng, da thịt bị nát rửa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh cấp trên là phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy. Điều tra về thân nhân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự,
chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra, sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe xong, nổi tức điên lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về nhà mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trạng mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi tới khi ông về thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cóng. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phận trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cóng. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi dùm giặc mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm sát này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thêu dệt, nói thị phi, không có chuyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin dịch mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói là ông Lưu rất ưa thêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời của ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí. Ông đang ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì lầm tin lời quan đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế, chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay, ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình, đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia, mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hãy quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó, ông Lưu ngã xuống ngất đi, may là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả dồn miệng cũng khó bảo toàn. Sau này, xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến.
Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói nghiệp lực chúng sanh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Vĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng rủ nhau từ lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt cùng ném đá làm vỡ kính các xe hơi, hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành còn có thể chiêu vời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, gieo đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường, nên người ta mới phạm tội. Cho nên điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại rồi nợ nần liền cầu nguyện Phật: Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh.
Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối gạt người thì không bị người chê trách, khinh miễn mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu, Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ. Đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy, Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên: "Thôi, hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó." Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe. Do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói: "Mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ." Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả. Còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn,
thì đâu có bị thương tích, như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình tu buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ, hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích, đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có năm giới, người xuất gia
có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc, cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc, thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết 3 con rắn độc nguy hiểm chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. 3 con rắn độc đó tôi tượng trưng, rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong 3 con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ 3 con rắn đó không? Ai có đủ 3 con rắn đó thì phải làm sao?
biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ, vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ, cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó.
do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, à, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai lý hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh? Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui, người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu, chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp:
chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sớt nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành, mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền? Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại, trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ oán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời mình không oán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc,
Tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận, oán trách. Như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là tập đế, nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ, diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam. Diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch,
lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc, mà cứ chắp tay thưa bác sĩ, cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại, tôi xin bái. Đức Phật từng nói, Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân, thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh, lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài, đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc, sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói, sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài, như kinh Bát Nhã. Đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật, mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả. Lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo, dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông, đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp. Xem cho thấu đáo, chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chứ không có thật, thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ích nào cũng qua hết. Thân đã không thật, thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật, nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng Bát Nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặng, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ chúng ta mới chỉ cách văn tự thôi mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi. Thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học. Thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật,
mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật? Nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi. Cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy. Để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết. Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui Niết Bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi,
ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chót núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui, công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành, liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành. Nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu hoặc chịu đói, chịu khát, vậy mới là tu. Vì tu là hành mà, chữ tu, hành, nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy, muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước, nó cứ trôi đi không dừng. Hai câu kế: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Cây cỏ hoa lá theo thời tiết đổi thay, phai tan sanh trưởng, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sanh diệt đổi thay, con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng, 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 thay đổi không dừng. Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, Cung Ti Sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Vừa gặp đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Ti Sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày. Tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông là người rất chân chất, trung thực. Thế nhưng, tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Vợ ông kể, một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối om nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp, biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ. Chồng bà trong lòng rất phiền bực, uất ức, luôn có ý muốn báo thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề nên đến thỉnh giáo Hòa Thượng. Hòa Thượng bảo Cung Tiên Sinh: việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Chẳng nên ôm hận người thủ ác. Tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp họa này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thấy ông đồng ý vâng chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kềm chế lắm. Sư phụ xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại. Sau khi hai vị khách này về rồi, sư phụ bảo tôi: bởi vì vợ ông ở đó, có vài việc ta không tiện nói. Ông ấy vốn chẳng tin Phật,
mà chuyện nhân quả đời trước ông cũng không tin. Sáng mai con hãy gọi điện cho cung tiên sinh, bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình nên ông được người khẩn khoản đãi đàn, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh thì sẽ góp phần tăng thêm quả báo bị phỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe. Cung tiên sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí nên đời này không vất vả về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng song làm việc thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ ông đang chăm chú đọc sách thì có một tớ gái cần hỏi gì đó nên bước vào đến gần phú ông, rồi nó thình lình lên tiếng làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đau đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể hủy dung nhan. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đó. Tôi nghe sư phụ khai thị, trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh Địa Tạng giảng, chúng sinh ở thế giới này nhất cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không có tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Nhân duyên hội ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hành, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thường dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới, có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo, tôi chẳng cần viết ra dài dòng chi nữa. Hòa thượng Diệu Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì. Chỉ biết rằng sau đó, cung tiên sinh đã bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Cặp vợ chồng chết thảm. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó y cắt cổ họ, máu văng trây dính tường, rơi dương dãi. Hung thủ ngay đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra vụ án, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà ba mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ, xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ, thực tế tính ra, án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần,
hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng. Bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận. Vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới nửa đường, chưa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện. Cuối cùng nghĩ tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết." Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà dịch. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ. Do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Lời người dịch. Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ, thằng bé đi học về, bỗng nó ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó, nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ thì mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ. Nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh.
Tất nhiên, ông Triều có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi, thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền diễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập sông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua. Nhưng xui là, đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, dốc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu ra, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở, nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở, muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù Bộ Tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: "Anh tin nhân quả không?" Tôi đáp: "Đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà." Ông bỗng thở dài không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi từng gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng. Có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị da chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn, ốm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc.
nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị giày vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi, nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm, ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi tới. Tối hôm đó, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 2 năm trước, lúc tôi vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong chừng đám nhân công này là đủ. Khi mà họ tích lũy cho tôi thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, tôi cho lấp giếng than đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực. Khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày dò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phí y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thấy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rửa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi thì xương cốt gãy dùng, da thịt bị nát rửa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh cấp trên là phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy. Điều tra về thân nhân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy 1 tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe xong nổi tức điên lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về nhà mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trạng mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi tới khi ông về,
thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cóng. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phận trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cóng. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi dùng giặc mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm sát này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện thêu dệt, nói thị phi, không có chuyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin dịch mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói là ông Lưu rất ưa thêu dệt, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời của ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí. Ông đang ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì lầm tin lời quan đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình, đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè, đó không phải là rượu bia, mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại. Độ ấm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó, ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả dồn miệng cũng khó bảo toàn. Sau này, xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật Pháp nói,
nghiệp lực chúng sanh không thể lường. Rất đúng, có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Vĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho ba người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng rủ nhau thường lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt cùng ném đá làm vỡ kính các xe hơi, hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành còn có thể chiêu vời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, gieo đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường, nên người ta mới phạm tội. Cho nên, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này, thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu, Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại rồi nợ nần liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông, chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ, thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết.
giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui, hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách, khinh bỉ. Khi bị người chê trách, khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân, chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe. Do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả. Còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó mà không mang ơn người khuyên mình từ buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thực sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ. Đó là chúng ta tu, tu thì sẽ hết khổ.
hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy, tuân theo hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc: 1. Không sát sanh; 2. Không trộm cướp; 3. Không dâm dục; 4. Không nói dối; 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân; 6. Không ca hát; 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm; 8. Không nằm ngồi giường to lớn; 9. Không được ăn phi thời; 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc, vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định, nếu đi xem hát nghe nhạc tâm sẽ bị chao đảo rung động, rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặn tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặn ban đầu không thực hiện được thì chặn thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi không chịu dừng, đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu, Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận,
Vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận. Ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ. Thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có ba con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới trăm ngàn thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ, phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc, thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn rắn độc lãm giảng trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: Được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên: Mình tu rồi, nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói: Tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: Sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng: Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng nên động tới là tóe lửa liền.
đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá. Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại, con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được? Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đản, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao? Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ, cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ, cho nên Ngài chế giới răn cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai đi hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ
thì đâu có đánh người ta. Hoặc xóm mình nghèo, xóm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui, người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu, chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sẻ nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật
tụng kinh mới là tu, hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu, bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ, bây giờ gặp lại tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi